Một nghi can thiếu niên gốc Việt mới bị bắt vì bị nghi bắn chết cha mình tại một căn hộ ở San Diego, tiểu bang California. Kênh CBS dẫn lời cảnh sát điều tra cho biết rằng ông Thanh Pham, 46 tuổi, bị bắn hôm 29 tháng 4 và dù được cứu chữa, ông tử vong ngay tại hiện trường vụ án. Theo ghi nhận của kênh truyền hình Fox, người con trai 15 tuổi đã bỏ chạy khi cảnh sát tới căn hộ nhưng bị bắt ít lâu sau đó. Khi bị giữ, thiếu niên này đeo khẩu súng ngắn ở thắt lưng và đeo ba lô đựng nhiều viên đạn. Cảnh sát điều tra cho biết sau khi được đưa tới nơi giam giữ, nghi can trẻ nói mình bị thương nên đã được chở tới bệnh viện, nhưng không cho biết thương tích đó là gì. Thông tin này đã khiến ban giám hiệu trường trung học Mira Mesa gửi email thông báo về vụ bắn người và trấn an các phụ huynh học sinh. Bạo lực liên quan tới súng ống lâu nay là vấn đề gây nhiều tranh cãi ở Mỹ, nhất là sau khi xảy ra vụ xả súng giết người hàng loạt tại một số trường học. Nhiều học sinh gốc Việt ở Mỹ hôm 24 tháng 3 đã hòa vào dòng người lên tới hàng trăm nghìn tuần hành khắp Hoa Kỳ, kêu gọi các nhà lập pháp phải có các quyết sách nhằm kiểm soát súng ống và ngăn chặn tình trạng bạo lực do súng đạn gây ra.